Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý Phật tử gần xa, chùa Thanh Nguyên chúng con được thành lập từ năm 2008, tọa lạc tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Từ khi được nhà nước và giáo hội công nhận là cơ sở tôn giáo hợp pháp, chúng con không nề tài hàng phước mỏng, ra sức cùng Phật tử thập phương kiến lập đạo tràng, góp phần hành truyền Phật pháp, lợi lạc nhân sinh. Trong thời gian qua, ngôi Đại Hùng Bửu Điện được khởi công kiến tạo nhằm gieo duyên lành để cho tứ chúng về tu tập, đêm ngày tô bồi phước huệ. Công việc xây dựng đang dang dở, bỗng dưng đại dịch tràn về, gây bao tang thương huệ lụy cho hàng triệu triệu người ở khắp nơi trên thế giới. Chứng kiến thảm cảnh của đại dịch, chúng con trộm nghĩ, dịch bệnh thiên tai đều do con người tạo nghiệp. Vậy nên nghiệp từ tâm khởi thì phải chuyển hóa từ tâm. Mỗi người con Phật đồng phát khởi lòng lành, tự chuyển hóa nơi tâm, quay về nẻo thiện, học theo hạnh thánh hiền, nương lời Phật dạy. Chúng con thiết nghĩ, Bồ Tát Quan Thế Âm được tôn xưng thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng. Tâm nguyện của Ngài là quán sát âm thanh kêu khổ của chúng sanh mà phân thân cứu hộ. Cũng vì lý do đó mà chùa Thanh Nguyên chúng con không nệ tài hàng sức mọn, trí lực bé nhỏ, công hạnh thiển thô, ngày đêm mong muốn tạo dựng một Quan Âm đài cảnh để làm chỗ quy hướng cho những tâm hồn thô trược, mãi mãi là nơi phục thiện những ý nghĩ phàm trần, nhất là trong mùa dịch bệnh tràn lan chưa biết khi nào chấm dứt, thì Quan Âm đài cảnh sẽ là chỗ về nương của muôn loại trong kiếp nhân sinh này. Chúng con chỉ biết hướng tâm về Tam Bảo nguyện cầu, kính nguyện chư tôn đức mười phương hộ trì, đồng kêu gọi Phật tử gần xa khởi phát thiện tâm, cúng dường tịnh tài với một đồng hiến cúng chứa đựng tâm chí thành, thì chúng con tin tưởng Phật sự sớm viên thành, góp phần cầu quốc thời dân an, dịch bệnh tiêu trừ, thiên tai sớm dứt. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, chúng con từng nghe non xanh nhờ bởi nhiều cây, thành công là bởi sự chung tay của nhiều người. Muốn thành sở nguyện thì không thể nương sức một người mà thành được. Bởi vậy, chúng con hướng tâm về chư tôn thiền đức trong mười phương, cầu xin quý Ngài thương tưởng chúng con mà gia tâm chú nguyện. Kính mong quý Phật tử thiện tín gần xa đồng phát tâm tiếp trợ, mong nguyện thánh cảnh tôn thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm sớm được hoàn thành, nương nơi phước lực, nguyện cầu nhà nhà được bình an, vạn sự tỳ tâm, ngàn điều mãn ý. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật.